Chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình lại trở lại và mình lại tiếp tục với cái mạch khử xung phát. Tuy nhiên thì mình đang giới thiệu về một cái vấn đề cuộn cảm miễn phí. Miễn phí ở đây là ý mình là cũng phải có dây đồng, nhưng mà tình hình là một số bạn kiếm cuộn cảm khá là khó khăn, rất là khó khăn. Mình cũng đôi khi mình cũng thấy là kiếm cũng khó chứ đâu có phải dễ đâu. Bởi vì kiếm được cái loại phezit tròn tròn nó là tương đối khó, vì nó nằm ở trong cái nguồn ATX đấy. Tháo một cái ATX ra thì được một cái thôi, cái loại mà ATX dở được cái chứ mấy. Cho nên mình sẽ tình hình là mình sẽ nghiên cứu ra cái loại cuộn cảm mà vừa rồi đây mình vừa quấn lên cho các bạn xem. Đó là sử dụng ốc sắt. Thứ hai nữa là bây giờ mình sẽ lựa chọn con ốc sắt để mình chứng minh luôn là những cái video bữa trước mà các bạn cho nó là vớ vẩn đấy, thì mình chứng minh luôn. Thứ hai là nó sẽ tiết kiệm được dây đồng hơn. Bây giờ cái cuộn cảm 1mm đấy, một mili micro Henry đấy, thì mình sẽ vẫn cuốn bằng cái lõi 3,3 cm cho các bạn xem thông số nó như thế nào. Thì thông số vừa rồi mình đưa lên đấy, nó 119 vòng ấy là được 1 mH. Để cho các bạn những ai mà có cái cuộn cảm, cái cục phezit nó to hơn ấy. Những ai mà có cái cục phezit to hơn thì các bạn quấn từng đấy vòng. Bởi vì tại sao vậy? Các bạn không nên quấn sai chỉ số cuộn cảm, bởi vì nó sẽ hoạt động không đúng chỉ số cuộn cảm, thì nó sẽ hoạt động không đúng tần số và dẫn đến là sao, là nóng. Đơn giản có vậy thôi. Ở đây sơ đồ mình đưa lên rất là rõ ràng, và sơ đồ ở trong sách vở thì mình sơ đồ ở trong giấy á, sơ đồ ở trong máy tính, trong giấy thì giống y đúc sơ đồ ở ngoài. Và bây giờ các bạn cứ nhìn cái sơ đồ ở trong giấy và các bạn lắp theo. Còn cái sơ đồ ở ngoài thì mình cũng lắp giống y đúc, y chang, y xì luôn. Nhưng mà ở ngoài thì vì là các cái mối hàn, linh kiện chồng chất lên, có vẻ là nhìn là khá là khó. Thì cái xung này hôm trước mình cũng đã ấy rồi, cũng đã giới thiệu cái bài gần đây nhất. Tuy nhiên mình điều chỉnh nhỏ, thêm một điều chỉnh nhỏ nữa thôi, là thay điện, đổi con điện trở 260-280K thành con điện trở 350K cho đến 360K. Bởi vì tại sao vậy? Bây giờ cũng là cái xung hôm trước, tức là cái que tre vót nhọn lên, cái đầu nó vót nhọn lên. Tuy nhiên thì tần số nó là 2,4 kHz và duty là 14%. Vì thế cái que tre vót nhọn nhọn lên đấy, nó có thể là đang đâm vào cái bình ắc quy. Và nói tóm lại là bình thường các bạn cắm vào bình ắc quy thì có thể các bạn sẽ không nhận ra cái gì cả, thấy vô tác dụng. Nhưng mà thực ra là nó đang cắn các cái bản mạch của cái bình ắc quy, nó đang cắn và cắn để khử xung phát. Vì thế các bạn chỉ việc lắp vào cái bình nếu như các bạn muốn phục hồi, tức là cái bình đã kém rồi là hiện tượng bị xung phát, nhẹ rồi hay là nặng rồi thì các bạn lắp vào, nhưng cái bình đó vẫn đang còn tích điện, thì các bạn chỉ việc lắp mình cái vò mạch thôi để cho nó tự cắn. Cách phương án thứ hai là các bạn vừa sạc vừa cho nó cắn để bắn phá mạch xun phát. Có gì thắc mắc các bạn hãy comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hãy chia sẻ video để kênh của mình phát triển mạnh hơn một chút nữa. Cảm ơn.